Việt Tân thao túng hàng loạt nhóm đội lốt đấu tranh dân chủ, yêu nước trên mạng xã hội. Chuyện tổ chức khủng bố Việt Tân, đội lốt đấu tranh dân chủ, bất bạo động, lập ra cả ngàn tài khoản ảo để chống phá nhà nước Việt Nam đã bị cơ quan an ninh cảnh báo trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, cho thấy Facebook từ lâu trở thành chiến trường chống đảng, nhà nước của Việt Tân. Điều này lý giải vì sao Việt Tân dễ dàng tạo ra được các chiến dịch xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng với hiệu ứng số đông cùng đăng bài, cùng chia sẻ, treo avatar và tập trung lượng lớn tin bài. Không chỉ lôi kéo, đứng sau hàng loạt hội nhóm chống đối đội lốt tổ chức xã hội dân sự độc lập trong ngoài nước như Voi, Race, Khối 8406, Hội Dân Oan Ba Miền, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Nhà Báo Độc Lập, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Nhà Giáo Chu Văn An. Báo chí phản ánh khá nhiều tổ chức Việt Tân đứng sau đối tượng chống đối trong nước như Hội Cựu Lao Động Đài Loan do Trần Thị Nga thành lập theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hùng, thành viên Việt Tân ở Đài Loan, Hội Nhóm Dân Oan Hà Nam do Trần Thị Nga thành lập tháng 12 năm 2013, Công đoàn Doanh nhân Trí thức Thái Hà do Lê Quốc Quân, Nguyễn Hữu Vinh và Trần Thị Hường và một số đối tượng khác cầm đầu, Văn phòng Truyền thông Công giáo và Quỹ Trái tim Yêu thương thành lập năm 2014. Việt Tân còn tạo lập, lôi kéo, mua chuộc, biến hàng trăm nhóm, cộng đồng ảo trên Facebook thành cánh tay nối dài của mình. Chẳng hạn, nhóm sinh viên vì sinh viên bị phanh phui là do số cầm đầu Hội Anh Em Dân Chủ và Việt Tân Liên Minh lập ra. Mới đây nhất, cộng đồng mạng phanh phui nhóm bạn của công nhân, nhóm chúng tôi ghét sự giả dối đều bị Việt Tân cài thành viên vào điều hành, chi phối hoạt động rất tinh vi, với vỏ bọc khác nhau, hướng tới từng nhóm quần chúng khác nhau. Ba người xuất hiện trong các clip nhóm bạn công nhân là Phú Sĩ, Lê Hải, Thanh Liêm đều là những đảng viên Việt Tân đang tị nạn ở hải ngoại. Để xâm nhập, chi phối các hoạt động cộng đồng tự phát ở Việt Nam, Việt Tân có rất nhiều thủ đoạn như đưa người tham gia, tài trợ tiền cho các hội, nhóm để chi phối hoạt động. Sau khi tiếp cận, nắm bắt nhu cầu của số cầm đầu, cốt cán, Việt Tân núp dưới danh nghĩa tài trợ học bổng, từ thiện, mời tham gia dự thảo, du lịch, để móc nối, lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức, luật sư, phóng viên, người khiếu kiện ra nước ngoài. Có thể kể ra hàng loạt cái tên Việt Tân móc nối hoặc đứng sau giật dây như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Nguyễn Hữu Long ở Voice, Nguyễn Tường Thụy, Trương Dũng, Nguyễn Đình Hà. Hầu hết đều trở thành mạn nồng gắn bó với Việt Tân sau những chuyến đi tập huấn, tham quan, du lịch nước ngoài. Một trong những chiêu trò lôi kéo bị chính đồng bọn phanh phui Việt Tân dùng hiệu quả, nhất là gái đẹp. Để hiểu vì sao Việt Tân nuôi dàn mỹ nữ từ Hà Đông Xuyến, Trinity Hồng Thuận, thậm chí các mỹ nữ này khi chưa bị công khai, bị phát hiện còn xâm nhập vào trong nước để tiếp cận, lôi kéo các con mồi được Việt Tân nhắm vào. Hà Đông Xuyến từng vào thành phố Hồ Chí Minh để lôi kéo bằng được Đỗ Nam Hải, đã làm chuyện cả làng dân chủ đều tỏ tường. Bởi vậy, mỗi người dân khi lên mạng cần hết sức cảnh giác, không may trở thành công cụ cho Việt Tân lợi dụng, lôi kéo, dần dần lún sâu vào không hay. Phạm Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đều là những điển hình bị Bùi Thanh Hiếu và một số thành viên Việt Tân dùng Mỹ Nam Kế lợi dụng lôi kéo dần dần vào phong trào dân chủ, rồi lún sâu trở thành sản phẩm tiêu biểu, quy trình biến gái trong sáng thành thủ lĩnh chống đối và con đường đi đến với nhà tù là tất yếu.